Bây giờ chúng ta biết hiện tượng của toàn thể vũ trụ, các nhà khoa học đem nó phân tích thành ba loại lớn: hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần và hiện tượng tự nhiên. Ba loại hiện tượng này đều là hiện tượng dao động, tần suất dao động rất nhanh, chúng ta không thể tưởng tượng được. Giới khoa học chỉ nói dao động này vô cùng nhanh. Phật Pháp nói chữ số ra, như Bồ Tát Di Lặc nói, một gậy móng tay có 32 ức 100 ngàn niệm, một ý niệm chính là một tần suất. Một gậy móng tay là 32 ức 100 ngàn niệm. Dùng cách tính của người Trung Quốc, một gậy móng tay là 320 triệu, tần suất chấn động của nó là 320 triệu lần. Như vậy một giây thì sao? Một giây ít nhất ta có thể khảy 5 lần, khảy nhanh có thể khảy 5 lần. Vậy nhân cho 5, 1600 triệu. Trong một giây có 1600 triệu lần. Tần suất rất cao. Mỗi ý niệm đều đầy đủ. Trong Phật Pháp nói hiện tượng ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Sắc là hiện tượng vật chất, thọ tưởng hành thức là hiện tượng tinh thần. Đây là trong Phật Pháp nói. Hiện nay các nhà khoa học cũng khẳng định, các nhà khoa học đã phát hiện hiện tượng tâm lý và hiện tượng vật chất là một không phải hai. Hiện tượng vật chất từ đầu đến là hiện tượng tâm lý biến hiện ra. Cơ sở của vật chất là ý niệm, chính là ý niệm. Không có ý niệm, vật chất cũng không còn. Chỉ cần có vật chất tồn tại, quý vị biết ý niệm của quý vị không bao giờ gián đoạn. Niệm trước gì thì niệm sau sanh. Trong hiện tượng vật chất có rất nhiều vật thể kiên cố, tần suất của nó hơi chậm. Như nhục thể của chúng ta, những thứ này tần suất nhanh hơn. Nhanh hơn nữa liền biến thành không khí, biến thành dòng điện, biến thành sóng ánh sáng. Đó là tần suất nhanh. Nhưng bất luận là nhanh đến đâu đều là đang sản sinh biến hóa trong tần suất, không đạt đến tốc độ tần suất nguyên thủy. Tốc độ đó vừa mới đồng. Trong kinh Phật nói biến pháp giới hư không giới. Quý vị xem trong Hoàng Nguyên Quán nói ba loại chu biến. Thứ nhất là chu biến pháp giới, vừa mới động nó liền chu biến pháp giới. Bất luận là hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần hay hiện tượng tự nhiên, chỉ cần nó vừa động liền chu biến pháp giới. Tất cả biến pháp giới hư không giới đều biết. Thế nên thân tâm chúng ta, chính là bộ phận tinh thần và bộ phận vật chất của chúng ta đều đang khởi dao động. Thân thể này giống như một đài phát xạ vậy, đem ý niệm chúng ta phát ra bên ngoài, đồng thời cũng là đài tiếp thu tin tức của toàn bộ vũ trụ chúng ta đều nhận được. Nhận được tại sao chúng ta không biết? Phiền não làm chướng ngại. Nếu phiền não nhẹ, tâm địa thanh tịnh, họ có thể tiếp thu được. Càng thanh tịnh nhận được càng nhiều. Thật ra tất cả đều đã nhận được. Tâm quý vị càng thanh tịnh, quý vị cảm nhận càng nhiều, hoàn toàn có thể cảm nhận được. Thế nên toàn thể vũ trụ, dùng cách nói hiện nay, là một thể hữu cơ. Nó là sống, không có thứ gì là chết. Tất cả đều là sống. Mà còn là gì? Tất cả có liên quan. Toàn thể vũ trụ giống như một màn lưới điện vậy, như mạng Internet vậy. Chúng ta là một điểm trong mạng Internet.
liên quan với toàn bộ vũ trụ. Khởi tâm động niệm đều liên quan, kết nối với nhau. Đây là chân tướng sự thật.